Đời Như Ý. Không giống như người ta, thể thích cải lương thì đặt tên con là Ngọc Huyền, Lệ Thủy, mê phim Việt Nam thì đặt tên Diễm Hương, Diệt Trinh. Chú đời đặt tên cho hai đứa con gái mình là con Như, con Ý. Ai cũng hỏi làm gì có chuyện đời Như Ý? chú đời cười hàng ria mép xoăn tít xồm xoàm quớt lên tự hào sao mà không nhìn vẻ mặt này không ai nghĩ chú mù thấy sao mà tự tin thanh thản quá chừng không ai biết chú còn khổ hơn cô lựu chú đời dẫn cả nhà rời chợ cũ cầu nhâm lang thang lúc con ý mới bồng nách gồng gánh như một gánh hát chú ca cải lương bán vé số kiến thiết vợ chú nửa điên nửa tỉnh không biết có phải vui trong bụng lắm không mà suốt ngày cười ngẩn ngơ hai đứa con gái đứa mười đứa tám tuổi phụ cha đem vé số đi mời tới từng sạp chợ đứa nào mặt mày cũng xấu xí, lem luốc, đen đúa. Nên nghe cha tụi nó kêu con như, con ý, ai cũng cười. Một ngày của gia đình chú đời bắt đầu từ sáng sớm. Chú buộc vô mình sợi dây điện, nối giữa cây đờn với cái loa, con như đang cầm. Nó gịch dây thì chú bước tới, trùng dây thì đứng lại con ý nhỏ con chạy lăn sang đằng trước đứng coi búp bê người ta chân tủ kiến vợ chú vừa đi vừa ca hát đằng sau nhặt hoa phượng để lên đầu cũng giống như những người hát rong khác nhà chú có cả thảy bốn người nhưng trên con đường tấp nập trông họ nhỏ nhoi cô độc làm sao ở thành phố này có chừng đến ba bốn người hát rong họ dìu dắt từng đôi ở tận đằng xa người ta nghe tiếng ca là biết gánh của ai rồi có đôi vợ chồng già ca mùi như thanh sang thanh nga có một đôi trẻ hơn ông chồng đưa hơi như trọng hữu chú đời ca dở giọng hơi giòn chói thuộc lòng chỉ mấy bài chiếc áo vợ hiền con gái của mẹ, nghe mắt chán. Nhưng chú đi đằng đầu phố, gió đàn lại cuối phố nghe tiếng được tiếng mất. Nhưng người ta biết, ông đời như ý sắp đi qua. Cái miệng của ông này sao mà lanh dữ vậy? Luôn miệng gọi, ý, con, con đừng có đi xa. Con như, đi chậm một chút, bà theo muốn đứt hơi rồi, coi má con đâu. Mình ơi mình à, mình lại gần tôi nè. Rồi oan oan bảo, vé độc đắc chiều nay nằm ngay đây, ngay chân chỗ này nè. Có hai ngàn một vé ăn gói xôi chưa kịp mắt răng đã hết. Mua dùm tờ vé số đặng giúp tôi xóa đói giảm nghèo. Mua đi, để tôi đi xin bà con cũng mắc cho hà. Mấy ông chạy xe ôm nói chú rau làm sao mà nghe láo cá quá. Không biết mù thiệt hay giả sao mà cái miệng leo lẻo vậy chú gỡ mắt kiến đen ra cười với đôi mắt lạnh lẽo sâu hút mấy anh nghĩ vậy riết quen em đuôi tối thiệt thòi rên rỉ than vãn cũng đâu có hết thảm mà em đang sung sướng quá chừng đây kể lễ cái nỗi gì theo chú nói thì chú sung sướng thật Vợ chú đẹp, vui vẻ, gì cười hoài. Có đi nhậu, vợ cũng không chù ụ như vợ người ta. Không ngã lòng trước sự hào nhoáng xa hoa. Chồng người ta sao mà đẹp trai, sao mà giàu hơn chồng mình. Chỉ cần mỗi bữa sáng, chú mua cho vợ hai ngàn đồng cà phê sữa là vợ mừng rưng rưng nước mắt chú sung sướng vì còn có hai chị em con Như, con Ý, nhỏ xíu mà giỏi, dễ dạy, đẹp đẽ. Nghĩ vậy nên chú đời phải vui, vui vì vừa lòng với những gì mình đang có. Những trưa nắng, gia đình chú tạc vào bên hiên chợ Bách Hóa nghỉ chân. Con Như lãnh tiền, chạy đi mua cơm về ăn họ ngồi giữa ngọn gió mát lồng lộng. Chú đời lúc nào cũng ngồi ăn chậm rãi, nghe ngóng chung quanh như canh chừng, như bảo vệ bữa ăn thiêng liêng của nhà mình. Chú nghe tiếng đũa khua tinh tan cuốn quýt lên miệng chén là biết đứa nào đói, đứa nào không, rồi càng nhằn vợ. Mình ăn chậm chậm thôi, nghẹn bây giờ đó. Đó, nghe ạc ạc rồi đó. Con Như lấy nước má uống, coi gỡ xương cho em ý với coi. Bữa nào ăn cơm xong, chú cũng ngồi chải đầu cho cả ba mẹ con. Ai đi ngang khen chơi. Cha, bữa nay hai đứa nhỏ đẹp gái dữ. Chú sướng quá cười hít hắt. Ờ, à, nó giống mẹ, giống vợ em mới đẹp, chơ giống em xấu hà mà ngộ quá con của mình xấu mấy cũng thấy đẹp thấy thường quẩn quanh mấy chợ mấy khu phố quen hoài bán không chạy như trước chú đời phải ráng đi tới tối mịt mới về giọng chú càng ngày càng khàn nghe khen khét như nồi cơm quá lửa đi qua mấy quán nhậu có người kêu vô đưa ly rượu chú trịnh trọng nâng ngang mày đa tạ chỉ hít tới hít lui khen rượu ngon mùi đá thiệt nhưng không uống chú bảo lúc này giọng dở quá hình như nghe không khỏe trong mình nên có lúc giọng ca của chú lật bật như hai hàm răng đánh vào nhau chú biểu con như đi mua anarin về cho chú uống mấy cô tiểu thương trong chợ cằn nhằn thằng cha mày lúc này ca gì mà như sốt rét chiếc áo người vợ hiền hay vậy mà ca lụm cụm như chiếc áo bà già một bữa đi ngang trạm y tế phường con như dụ nó nói trong trạm có khám bệnh miễn phí nên nó dẫn chú vào lát sau lúc từ phòng siêu âm bước ra chú đời giận quá mặt xanh tay chân run rẩy bà bà đã nói là có bệnh hoạn dị đâu làm tốn hết mười lăm ngàn đồng bạc chú đời mau giận mà cũng mau quên bữa sau chú còn sắm đồ cho hai chị em con như diện quần áo mới tắm rửa kỳ cọ sạch sẽ ai cũng bật ngửa Vậy ra ông mù mà tin, ổng đâu có xạo, mấy đứa cũng ngộ gái quá chớ. Dì Liễu cũng khen. Dì Liễu bán son chảo ở trong chợ Bách Hóa, không có con nên thích con nít, hay rờ rờ đầu chị em như, ý, nói với mấy bà bạn. Tôi khoái chị em nhỏ này, nghèo vậy mà đàng hoàng, không có đá cá lăn dưa con như nghe khen thích lắm về nói với ba chú đời hỏi vì liễu thích con hay con ý như bảo thích bằng chan nhau cho con một cục kẹo thì cũng cho con ý một cục chú đời thở dài bà già rồi hát ca hết ra hơi rồi chắc nuôi mấy má con không nổi hay là cho bả một đứa nghèn Vì liễu tính đầu chú nói chơi, con người này quý con như mạng mình, nói cho là cho sao? Ai về chú làm thiệt? Dì liễu mừng lắm, những bữa chợ vắng có một đứa hủ hỷ, trong đồ cho mình ngủ cũng vui. Dì chọn con ý, vì khuôn mặt nó đẹp, sáng sủa, chớ không buồn bã như con như vì còn đi coi thầy chọn ngày tốt để rước con ý về ý về với gì liễu là rằm tháng hai Chú đời biểu con ý mặc đồ mới, kéo nó ngồi vô lòng mình. Chú chải tóc cho nó. Chú chải lâu vì nó cứ nấc tức tưởi liên hồi. Chú hỏi bữa nay con mặc áo màu gì? Nó nói màu xanh. Chú dặn lòng mình sẽ nhớ hoài lúc xa chú con ý mặc đồ xanh mặc dù chú không biết màu xanh ra làm sao chú kêu vợ lại biểu mình hung nó một cái đi mai mốt nó không ở với nhà mình nữa mình đẻ ra nó mà tôi không nuôi mình đừng có giận đâu có giận chỉ có con như giận nó nức nở con thương con ý nhất nhà mà ba vậy chớ chú không thương à thương nhưng chú chắc dạ lắm bước đi là đi một nước vợ chú rên ti tỉ ngoái lại phía chợ hoài con như vẫn khóc chú hỏi nó con ý có nhìn theo không, con? Có, ba. Tội nghiệp nó quá à. Dường như con đường có nhiều ổ gà. Sao nghe trông trên quá? Chú đời cắn môi bước tới. Nhưng đến chạng dạng lúc quay về nhà trọ đã thấy con ý ngồi thù lù ở cửa. Từ đó, không cách gì bức nó ra được. Chú năn nỉ nó quay lại với dì liễu, nó không nghe. Chú lấy gậy đánh, nó cắn răng chịu. Chú đưa vợ với con Như trốn khỏi thị xã. Nó cũng biết cách lần theo. Bảy tuổi, con ý cũng đã bảy năm giang hồ lưu lạc chơi giỡn. Cuối cùng, một đêm, chú bắt nó ngồi trước mặt mình, ôm lấy đôi vai xương xẩu của nó. Chú nói cho con ý nghe một câu chuyện đau lòng. Chú nói, nó không phải là con ruột. Chú lượm nó ở ngoài đống rác bệnh viện. Chú nuôi nó tới từng này tuổi là để kiếm người bán lại. Dì Liễu cũng trả cho chú hai triệu chứ đâu có ít. Con ý nhìn tệp tiền chú rút ra từ túi áo. Mặt nó lạnh băng. Sáng hôm sau, chú đời đưa con ý trở lại với dì Liễu. Lúc quay đi, chú hỏi con Như. Nó có nhìn theo không, con? Con Như nói không chú ừ nấc khen một tiếng rồi cất tiếng ca nuôi con khôn lớn không mong gì con nuôi lại mẹ sao mà nghe nghẹn ngào như đang khóc con như sợ rồi sẽ tới phiên mình nó cuốn quýt sống cuốn quýt yêu thương chú đời nó ăn ít lấy đồ cũ ra mặt như thể chứng minh rằng nuôi nó cũng không có tốn kém gì mấy chú đời hiểu lòng nó hay hôn lên mái đầu khét nắng của nó lặng lẽ thở dài lấy số tiền gì liễu cho chú đời đưa vợ vào bệnh viện bác sĩ nói vợ chú bệnh đã quá lâu không chắc có hy vọng chữa lành, nhưng cứ ở lại điều trị một thời gian xem sao. Chú đời ôm vợ vào lòng, ngồi ngay chỗ băng đá đằng trước. Chú nắng đôi tay, rờ rẫm mãi lên mặt vợ, biểu. Mình ở đây nghe, ráng mau hết bệnh về nấu cơm cho tôi ăn, nói chuyện với tôi chơi. Hồi cưới mình tới giờ chưa khi nào mình nói câu nào tử tế với tôi tôi cũng buồn lắm vợ chú cười cả gia đình lang thang đó giờ chỉ còn hai người đêm khuya trở giấc chú đời kéo mền đắp cho con như vô tình đôi tay chú quệt trúng hai hàng nước mắt chú biết nó thức chú hỏi sao vậy con đau bụng hả nó tức tưởi <laughs> bây giờ chỉ còn có mình con ba đừng bắt con đi đâu hết để con dẫn đường cho ba mua thuốc cho ba uống Phụ ba bán vé số ngàn ba, <laughs> chú ừ bỏ con đi đâu bây giờ? qua chờ bách hóa, chú không hát, không dừng lại bán, chỉ kêu con như tỏ mắt nhìn con ý coi, bữa nay nó mặc áo gì, mập ốm ra làm sao, tóc dài bao nhiêu rồi? đứa con gái lớn buồn bã bảo, em con mập lắm, trắng hơn hồi nó còn ở nhà mình, nó cắt tóc tém coi giống con trai lắm nó nhìn thấy con mà giả đò như không vậy đó ba không mặc đồ xanh ba mua hả không lâu rồi nó không mặc nữa chú nghe vừa mừng vừa đau vậy là nó quên chú rồi nó yên lòng bên người mẹ mới vậy là từ nay chú đã xa mãi đứa con này lụi hụi hết mùa nắng giọng chú tắt khèn khẹt trong cổ họng thậm chí còn không thể cất lời rau chú đờn cho con như ca tiếng ca ngọng nghịu và non nớt lắm Vô giọng cổ, luôn bị đứt giữa chừng. Tội nghiệp, con nhỏ không có tài, ngáy còn lạc giọng mà ca cái nỗi gì. Những lúc ngồi bên con, nghe nó ăn giá sống cho giọng bớt khang, chú đời muốn khóc, thấy mình bất lực trước bệnh tật. Chú bảo, Thôi, bỏ nghề, con à đã thấu gần hết cái khổ của kẻ hát xong đã mỏi đôi chân rồng rãi chú đời bán cây đờn cái loa với bộ bình ắc quy chú xin cho con như đi chạy bàn rửa chén ở quán hủ tiếu nam giang mới đầu nó không chịu nó nói ba ở nhà một mình không được hồi đó ba buồn thì đờn lững tững chơi bây giờ đờn cũng không còn nhưng rồi đến bữa cơm, nó đổi ý. Nó không thể để chú đời quẹt kho quẹt dày hoài. Mỗi bữa trưa nó hay bưng tô nước thịt có nhúng nắm rau chạy về. Chú đời rầy nó làm vậy làm chi, ông bà chủ chắc không thích. Nó cười, chú thím sảnh biểu con đem về cho ba đó, người ta thương con lắm. Chú đời bảo cuộc đời này thiệt nhiều người tốt. Một bữa trưa, chú đời bắt nó ngồi với chú, lâu thêm một chút nữa. Chú lấy lượt ra chải đầu cho nó. Tóc nó đã dài chấm thắt lưng. Chú nói, không biết chừng con 18-20 tuổi, tóc dài cỡ nào hen. Con như cười, chừng đó cho ba chải đầu, thắt biếm cho con mệt luôn. Chú đời bảo từ đây tới đó còn lâu. Rồi chú than, sao mà chú nhớ vợ với con ý quá chừng. Con như bần thần. Hồi đó, nhà mình vui biết bao nhiêu hen ba. Ừ, vui. Trưa vậy, nếu không ở bên hông chợ, thì cả nhà chú cũng tụm lại bên một gốc cây nào đó có bóng mát, nghỉ chân, ăn cơm. Hai đứa con chú bữa nào cũng không chịu ngủ lấy sức mà mãi mê búng thun. Mở miệng la rầy, con ý nịnh, để con nhổ tóc bạc cho ba. Nó nói, đầu ba bạc nhiều lắm rồi. Rồi nó đặt sợi tóc lên bàn tay chú. Trời ơi, sợi tóc mỏng tanh nhẹ te dày mà nó cũng thấy. Con mắt nó sáng ghê. Rồi chú nhớ người vợ hay tựa đầu vào vai chú, ngủ khì, trong trẻo, vô tư như trẻ con. Tự nhiên chú đời thèm được sống lại những buổi trưa ấy những buổi trưa đã xa rồi xa mất rồi chú biểu mời con chạy ra ngoài chợ bách quá hỏi Dì liễu cho con ý về bà gặp một chút sao bà nhớ nó quá hả? nhưng con ý đâu còn ở chỗ gì liễu nữa Dì nói nó đi rồi. Con Như tưởng dì giấu, cứ theo năng nỉ hoài. Tội nghiệp ba con mà dì, cho nó về một chút thôi, rồi mai mốt con không lại xin gì nữa đâu. Dì liễu vốn là người nhân hậu, dì chỉ biết nắm tay nó mà khóc ròng. Là thật, con ý đã bỏ nhà đi bụi đời là thật nó đi vì lâu rồi không được thấy người cha tội nghiệp ấy dắt chị nó lặng lẽ qua chợ nghĩa là ba nó đã không còn thương nhớ nữa vậy thì ở lại làm gì con như quay về nó phải dừng lại ngoài đường rất lâu nó không biết phải nói thế nào cho chú đời đừng đau xót nó ngập ngừng đứng chỗ cái hàng ba đầy rêu trơn ướt chợt nó nghe tiếng hát trời ơi là tiếng hát của má nó <laughs> đường dài ngựa chạy biệt tâm ở phải duyên chồng vợ ở âu phải duyên chồng vợ ngàn năm cùng chờ con như mừng rỡ xô cửa bước vào má nó đưa tay lên miệng ra hiệu im lặng rồi nói thì thào đừng có nói lớn mệt rồi ngủ đi con như chạy lại ôm má nó nó nghĩ chắc chú đời giả bộ đây trong con ý thấy mồ mà không chịu ngồi dậy. Nó chọc lét vô mấy cái xương sườn của chú nhưng chọc mãi, chọc mãi chú không bao giờ thức nữa. Làm gì có chuyện đời như ý.